Chơi tin được không? Quay mình gần ơi. Sao vô? Không có bị cung tay anh Cường. Hả? Chưa sáng không cung tay à? Máy mình xài trong chỗ để chiếc xe á. Đây lụm cho. Con bé sao chấm cười với mình gửi chỉ rồi. Cái này em nha, ai bắn đi lụm này em nha. Ai bắn người lụm cho anh Tường. Nay coi sao coi á chứ em biết đâu. Cô ăn gian á. Đùa trên đứng sáng này đang đứng cái điện mấy mét. Không có sợ, sáng này bao đông. Ta tỉa lông. Ta tỉa lông. Sáng là cứ 3 mét, 4 mét. Ôi giời, cái ức kìa. Sáng, sáng. Mất lượt hả? Thôi em nó quay lại gần. Thôi thử đi, số hưởng đi tao. Đâu rồi? Muốn gì lắm? Chết xong. Rước luôn rồi. Ok. Sáng em chưa nạp năng lượng mà. Được rồi, được rồi. Viên thứ hai. Sao bảo chưa nạp năng lượng, chưa bắn. Nói chung á là mình phải kỹ thuật, mình đuổi từ đó nó bay qua đây. Đúng rồi. Hai viên đầu là hai viên đuổi. Thế này là tất cả chỉ là lừa dối. Ai lỡ tay bắn của Cường à? Lỡ tay hả? Cường lỡ tay bắn rớt của Cường rồi. Cái nhịp nào không nha? Nói à. Nói à, nói hay Cường? Nói, nói. Anh Cường bắn con nào? Em bắn ngoài nha. Một. Một con. Bơi rồi, giờ sao? bơi rồi các bạn. Rớt luôn nói rồi. Có điện thoại không? Không. Điện thoại. Rồi. Thôi máu me tè le luôn kìa. Rồi lụm luôn. Rớt một con nha các bạn. Công đoạn khó nhất vẫn là lùm chim. Anh xuống luôn hả? Ừ, anh xuống anh lùm luôn rồi. Cái gì trời nói vậy? Hay quá anh ơi. Đây các bạn. Trời con cua nè. Quá êm luôn. Anh đâu biết. Ủa anh tiền anh tắm luôn hả? Hả? Hàng cua thái đang trong cái ổ, kế bên ổ kìa. Qua góc kia dễ bắn hả? Tha đi. Thấy không? Thấy nè bạn, con cua nè. Hả? Không, dướng cành tùm lum mà. Bỏ đi. Đây em kéo lên. Ngon không? Rồi. Nè các bạn, cua nè. Anh đâu biết vừa hy sinh thân mình xuống lục cu cho Peter. Đâu cu cườm đâu. À, con cua ngói đâu. Hồi nãy anh cũng bắn được con cu cườm bên đảm đang cầm. Lỡ tay bắn rớt cu cườm thôi. Em cũng lỡ tay bắn rớt con này. Giờ đồ cố ý đâu. Con này mà hụt mới như vui nè. Oh.
Con nha các bạn. Phú đang trên cầu rồi. Ơi trời. Cơm nó còn bay được kìa, gãy cánh à, gãy cánh em gu. Trời ơi bắn quá trời, giấu mấy bánh này á, trời ơi mà bánh cắn cánh còn ta bây giờ nó rớt xuống rồi, xong nó chui vô chui gốc cây lê lội ra cánh đẩy nói là phòng nó cũng dành đó, sượt đầu quýu đầu dính ngay ngay đầu luôn đó. Chết rồi, rất quèo hả? Con gì vậy? Con gì vậy? Mẹ ăn dây điện hai cái dạ. Bắn con gì trúng cái gì vậy? Ờ con nhỏ không vậy? Nhưng mà cò đứng xa là trúng, cò với con cò nó xa vẫn còn bắn trúng. Bắn hết gì cô? Cô nhí. Tại anh chỉ em á. Tại chị hả? Ừ, chơi kỳ. Có kìa, có mày được tác phẩm của anh. Rất quêu luôn. Ủa trong đây hả anh? Giờ vô trong đây hả? Hay sao? Phú chạy trước, biết đi vô đây, biết đi đâu đâu. Ờ. Anh đi bánh không nha. Thế bắt con bỏ chợ rồi. Ra cồn bánh cái gì đó. Cái cô kìa, cái con nó cái gì? Con này trúng đầu hả? Trúng cắm. Tưởng trúng đầu ha, rớt thẳng. Thôi bỏ đi. Đó, đứng trên mặt đó. Đầu đó. Giờ này đâu dưới. Một con. Một con chưa chảo. Con nãy đâu ta? Hai con luôn rồi. Hai con luôn mà. Hai con kia là chưa ba. Kìa. À. Đầu. Con nu à? Gần luôn nè. Rồi. Đúng. Đâu? Gặm đây con nè. Phướt. Tu hú hả? Ôi tu hú hả? Tu hú, tu hú, tu hú. Cái cây luôn. Gân gu. Gân gu đỏ rồi. Bánh hai phát mới hết rồi. Mấy anh em mình đua nhau à. Vịt đội. Thì tai luôn. Đã hai viên mới hết. Quá êm. Em quá, em quá. Alo. À đi đâu nào em? Ở nhà ông Hữu chị lên Mương Tỉnh. Đâu à? Bự luôn anh Cường. Không nói mà. Rồi. Nghe đứt rồi. Rồi kìa. Giận thế, giận thế. Bay luôn rồi. Bay luôn rồi. Hay đứt à. Dạ mũ cho lên Mương Tỉnh. Hớt cái đứt. Ừ lẹ đi. Nói rồi. Rồi. Qua cầu Mương Tỉnh lẹ vô. Thành bắn đứt ra rồi mà nó vẫn bay được. Trễn kìa. Lên là bị đau hai. Con này là con tu hú á. Nè em có hàng ngồi đây. Mà đứt nữa rồi mà đứt. Hai con luôn. Một bầu trời thương nhé.
nó gần xịt luôn. Đậu thì dưới giờ nó lắm rồi. Một con. Một em. Rồi, cũng hoàn toàn nói luôn. Dính rồi chứ. À, rớt rồi. Rớt rồi, rớt ngay rồi. Đi đâu rồi? Rớt thè luôn. Em ru ru. Em ru luôn. Bốn ông quay nhau. Trời ơi, nói cái gì vậy ông ơi? Trời ơi, ơi. Hay quá Phú ơi. Hết sọt nữa không? Tè lè luôn rồi, trên đầu luôn. Okay. Tiếp tục. Đi nào. Đậu vậy. Ờ, ngói đổ kìa. Anh bắn em luôn. Đồng quá, nó thấy đồng quá rồi. Một. Bay luôn. Trời ơi, uống gì. Bay luôn. Bắn luôn. Con nó chết rồi, con nó. Sao mà bay được kia vậy? Vì tạm. Vì tạm. Tết thôi. Đó. Đi luôn. Rồi rồi rồi. Không có bán à. Một con. Ô, bây giờ cu cần lên. Con cua nha anh em. Cua cơm này. Nghe đầu không biết em không biết nữa. Đâu rớt ngay không biết nữa. Nè các bạn. Cơm nha. Rồi ngay đầu luôn. Ngay đầu anh ơi. Ngay đầu rớt liền hả? Nè các bạn. Cầm đầu á, nó dậy á. Ok. Để tính được không? Nè cất cất giùm em. Có túi không? Hả? Bắn được cua cơm hả? Được. Hay quá em ơi. Em anh em ơi. Đây Bi hiện tại thì bên bưu điện nó nghỉ công suất rồi. Một con. Trời ơi. Hai con rồi. Trời. Tay. Rồi rồi à, bây giờ nếu mà anh có muốn mua anh nhắn tin địa điểm gì rồi qua bên nhà màu trắng rồi. Rớt rồi. Còn của em còn nhưng mà. Bên cái rào màu trắng á. Còn con kia nó bay qua sông mà. Hết hồn con trồn hả? Con cua gì á? Cua ngói. Cua còm. Ú cơm luôn. Cầm to. Ừ. Đậu đâu mà kết qua luôn trời. Hai con đứng lù lù cửa chỗ luôn chờ đặt. Nó lầy ha, nó đứng ngay mặt mình luôn. Đứng ngay đây các bạn. Cách 3 mét à. Rồi anh. Rồi, cất rồi ha. Ừ. Cua cơm. Sợ thật. Bỏ tay, bỏ tay.